Ổng băng đá cho nhau đó. Ê dữ lắm luôn, thiệt á. Ê lắm luôn lắm. Đây giờ mình vô thăm Tám nè quý cô chú. Cô Tám, giờ mình thấy cô Tám rồi. Hello. Ơi ơi. Đi đâu dắt giờ ông ơi. Ô, Dưỡng Tám. Lâu quá, bữa nay được xúc chuồng rồi. Đi cho nó đã. Con chào bà. Này, bà khỏe không bà? Dạ, đây bà quý cô chú, dạ. Con. Dạ. Bà khỏe không bà? Dạ. Có hai đứa à? Ở trên nó tới 5 người là người. Ok. Đây Dưỡng Tám của cô chú ơi. Lúc nào cũng đẹp trai như xưa. Hôm bữa con xuống đây có bác nào ngồi ở đây nè Tám. Bà má ruột tao, con này bà gì. Bà kia bà má ruột. Má ruột. Bà gì ruột. Cây vậy? Ừ. Dạ. Bà này bà kia hai chim ruột. Nói gì sai sai là phải sai. Nha. Bên kia là hình như là bà gì. Bà má ruột. Bà má ruột. Bà vô này bà ở chơi. Ngoài chú Út nó ngoài bà vô này bà chơi. Mới về ngoài mấy bữa nay. Ờ à, vậy hả. Bà vô này dạ. Mười mấy ngày, 20 ngày bà về ngoài. Về ngoài bữa bà vô đây. Hình chi bữa con vô rồi con quay lên cái cô Thanh đó. Bà cô Thanh hỏi. Ừ. Hỏi đặng gửi đồ. Chắc có điện Tám rồi mà đúng không Tám? Không, điện Út á. Điện Út hả? Ờ à, bên... Đó bà má ruột, con này dạ. Bà gì? Con hèn chi con vô hoài đâu thấy đâu. Bả vô bả là gì 10 bữa nửa tháng gì cái gì mà. Dạ. Bánh nhân là nhân gì vậy đó? Đậu xanh. Đậu xanh hả? Sáng là bán được không Tám? Ờ ế quá hả? Bả gì xuống ngọ mắc cái bánh rồi. Em gầy không ai đi chợ cho á. Ủa là chỉ thị 19 này mà. Sao bị thành phố kêu về. Dạ. Người ta cũng sợ đi chợ. Về là người ta đâu có cho mình đi đâu, người ta cách ly mà. Mấy mấy bữa nay bên nó dẫn đoàn về quá trời. À, quý cô chú ơi, mà Hồng Mạnh mới thấy Dưỡng Tám xào đồ ăn nè. Đây đây là đầu bếp là ngon lắm nha quý chú. Hôm bữa đợt trước Mạnh có quay một clip cô ta Dưỡng Tám làm đồ ăn ngon lắm. Đây đây bữa nay Dưỡng Tám ăn chay. Chay không mày? Chay không? Không xào thịt bò. Này đậu hũ mà. Thì có đậu hũ nữa. Con miếng thấy miếng thịt bò nào đâu. Cô thấy miếng thịt bò nào đâu Dưỡng Tám? Nhóc ta nó ăn á. Ờ có à. Đây đây đây. Ủa thịt bò đây thịt bò. Đây nè thịt bò nè. À, đúng rồi. Có thịt bò nha. Có thịt bò nghe quý cô chú ơi. Đây nãy thấy thịt bò chờ giấu hết rồi. Dưỡng Tám này con vô cái Dưỡng Tám lấy thịt bò lắp ở dưới hết à. Còn đậu hũ không à. Đây, đây Dưỡng Tám làm đồ ăn không có cô chú. Cô Tám không biết làm. Dưỡng Tám làm không à. Châm đạo. Tối ngày cái nó đè nó quay tôi, nó quay. Hổng gà ai cũng ai cô quý cô chú kêu hổng gà sao mà không vô không ra Tám ngoài chợ quay Tám. Quay họ coi cái kì. Sao? Chán đâu chán. À, bữa nay theo lời yêu cầu của hàng triệu quý cô chú anh chị trong nước cũng như ngoài nước yêu cầu Hùng Mạnh vô quay cô Tám Dưỡng Tám. Quay tao mừng bánh không chứ có gì đâu. Ở đây có Nguyễn Minh TV. Sẽ sẵn quay đi rồi để cho quý cô chú anh chị làm miếng hộp làm bánh hộp luôn nha. Đây là bánh lá tre nha quý cô chú. Lá chuối. Lá chuối chứ. Lá tre. Đây. Coi chán mà mày quay hoài. Quay mất. Đó, biết luôn ai ai đây. Đó, thấy không? Đây. À, mới vô là biết vô coi kênh luôn nè. Coi kênh của bấm vô. Đâu kênh chú đâu.
Đây, giỏi quá. Đây nè, đây là fan nha, fan của Hùng Mạnh nha. Fan đấy. Đi ông nước trà cho ông đi. Quay chị rồi xong rồi. Xong rồi à, xong rồi thì quay chưa hết xong clip mà. Xong ơi. Hết xong clip mới. Bánh không à, chứ gì đâu. Đây nè quý cô chú nhìn nè, bánh nè. Nó ngon. Ngon thiệt á. Này à, làm bánh này xong rồi bỏ vô luộc. À, bắt đầu là mai đem bán. À, quý cô chú có yêu cầu mua bánh ủng hộ cho cô Tám á thì điện nhắn tin cho Mạnh nha. Rễ quá trời luôn, Tám về hết thu quá, khổ sở quá. Rồi than kìa, than nóng lạnh. Thiệt tình, ghét cho tao chán, tao chán, tao nghỉ luôn, mấy ngày nay tao nghỉ luôn á. Quý cô chú thấy than nóng lạnh không quý cô chú? Thiệt tình, chán mà miếng, ế quá trời luôn, không ai mua, ăn có bữa nha. Bữa tao làm rồi ế rồi tao chán rồi cho trời. Con thấy mỗi lần mà có người có anh em YouTube quay là Tám bán đắt á. Không biết sao. Kiểu này chắc mai ra quay quá. Bữa hổm bán đắt chứ nay mới bán đắt đâu mày ơi. Sáng sớm về xuống quay. Ôi, bữa hổm bán đắt chứ nay mới đắt. Ế dữ lắm luôn thiệt á. Ê lắm luôn lắm. Ế dữ lắm luôn. Không ai chợ luôn. Một lần tao làm gì tao bán cũng được, nay tao hết ấy rồi, hết thời. Hết thời. Vô lên YouTube là tao bán hết được. Ừ, bán hết được. Hết thời quý cô chú. Hết thời. Ờ, giờ Tám rất là than quý cô chú. Giờ quý cô chú có thương cô Tám á, thì đặt giùm Tám bánh nha. Bánh ú lá chè, ý bánh ú lá chuối. Rồi bánh tét nè, tù lưu hết á. Xếp toàn thế giới luôn nha quý vị. Xếp nha. Hết thời. Đây, nguyên một gỗ luôn. Tao à, Tám bưng lên nè Tám. Bưng đi đâu? Bưng lên thôi. Bưng chi Tám? Đây. Đâu con làm lại ơi. Đâu Tám bưng nổi không? Trời ơi nè. Trời ơi đó. Quá trời. Nguyên một gỗ luôn, cái này cả trăm cái á. À, bây giờ ra đây buổi chiều đây là cái không gian nhà của cô Tám. Đây là dưỡng Tám chưa qua tỉnh được. À, bây giờ cho rồi, cho đi phải có giấy xác nhận nè. Giờ cho đi hết rồi. Là chích hai mũi với là có giấy thì mới đi được. Ai không có mũi nào á thì cách ly 14 ngày. Một mũi thì bây giờ mày đi về tổng nó cũng phải bắt cách ly hết tầng. Đó, cách ly 14 ngày. Mời với cô chú uống nước trà nha. Thôi kệ. Xe dơ quá rửa luôn. Bánh càng ngon quá vậy. Đây, làm những bánh luôn. Đây có bánh trung thu nha quý cô chú. Làm những bánh trung thu nữa nè quý vị. Đây, Mạnh mời quý cô chú anh chị uống ly trà. Chuyện Tám vẫn phong độ như ngày nào. Ly mình ly của nó không lấy mình. Ai biết để lung tung hết trơn. Thu ăn ngon lành vậy trời. Vô ăn ké ăn dữ vậy trời. Lâu quá không đi ăn trực đó. Vô ăn trực bữa nay. Nay vô ăn dữ quá. Bánh trung thu quá vậy, ngon hết. Lâu quá quý chú ở nhà không mà không có lại nhà người ta ăn trực á. Bữa nay đi lại nhà ta ăn trực. Còn được ăn trực. Lâu quá. Tám ăn đi. Ăn đi, quay. À, có đồ nghề về quý chú, có bánh luôn. Có bánh luôn. Có đồ nghề luôn. Đây là dưỡng Tám nghe quý cô chú, là chồng cô Tám. Là
lúc hồi mười mấy năm về trước là có nhà hàng 8 sao gì đó là có mời Dượng 8 đi nấu đồ ăn. Nấu được nửa tháng sau đó là nhà hàng đã dẹp luôn. Cặp uống nước cà vậy, chẳng có biết uống nước cà đâu. Đâu biết uống nước cà. Uống nước trà tốt, mà uống nhiều quá nó bị sót ruột. Chưa ăn uống nó sót ruột. Tới giờ Dượng 8 một ngày mấy bình trà này? Ờ, có ai uống không? Bình thường ở đâu uống không? Không mày uống mình nó buồn. Buồn. Này chắc mốt chắc mình phải mua bình trà này về ngồi nhâm nhi dưỡng trước. Buồn quá. Kia 4:30 uống. Tao với ông kia. Chắc từ ngày giãn cách tới giờ chắc cũng tầm 3 tháng mấy 4 tháng không dạo về. 3 mấy là 4 tháng. Ừ. Có đi đâu, có dám đi đâu đâu. Tao ở đây bữa nào cũng có rồi, mới điện nữa đó. Mới điện rủ nhậu qua tao. Ừ. Kèo miết luôn ta. Nhậu đi. Nhậu đi. Vậy hả, nhảy đi. Làm bạn chị. Trời làm chị. Có xào đồ xào à. Có thịt bò, đậu rồng xào bò. Còn đâu biết uống đâu, thì Dượng 8 với Minh đã làm đi. Rượu có sẵn đây nữa mà. Ngồi lại chỗ rồi có rượu sẵn luôn. Bữa nay chỉ thị 19 uống nửa xị được rồi. Nửa xị được rồi. Nghiền chết. Nghiền chết. Uống lại biết mùi thôi. Bốn xị nó là một lít đúng không Lâm? Ừ. Một ký. Bốn xị một lít. Bốn xị một lít. Một phần tư. Như người Cà Mau mới là kêu ký không nè. Nó uống gì ký? Con cũng lít không chứ đâu ký. Rượu mà ký vậy? Có. Tại cái căn ký tính ra lít cũng vô đó à? Một lít một ký hả? Tại được rượu hả? Rượu hình như ký hai vậy á. Ký hai mới được lít. Rượu nặng. Tại được đứng đi mua về bên chỗ bên Đầm Dơi á. Đứng quán tạp hóa mua thuốc á. Thì cái căn ký nó khỏi lượng. Vô là bán cho một ký rượu. Ủa mình nói kia mà sao cái đi mua xong đi về. Cái mới hỏi là một ký là bao nhiêu? Cái một ký là một lít. Nhiều khi một ký một lít. Thì giờ khỏi lượng. Đăng ký vô một mẫu rồi đăng ký. Ở ngoài 8 có cái sông này rất là lý tưởng luôn nè. Cái sông này mà mình đi câu cá buộc có á Tám. Đâu? Đây thuốc lâu nó cạn thuốc mẹ. Cái sông mà thuốc hả? Ừ. Thuốc tôm luôn. Thuốc chịu dây thuốc cá đâu chịu gì nổi trời. Bò thuốc bằng thuốc độc với... Gì ghê. Thuốc tôm. Ôm nổi luôn, nước cạn rồi còn đâu bao sâu đâu, khoảng chừng 4 thước nước cái gì. Rồi nó thuốc là tôm nổi hết. Tôm càng hả Lâm? Đây, ông Mạnh quay qua đây coi. Còn cái trứng đó, ăn nãy giờ còn dính là cái trứng đó. Thôi ăn luôn nha mời quý vị nha. Đây. Ngon. Lâu quá nó không đi ăn ké, giờ nó bữa nay nó đi ăn tàn sát, sinh linh luôn. Ăn đi, nó cho ăn uống nước rồi tao. Tại ráng cho nó bị uống nước vậy chứ. Ăn bánh bình thu vô tắm ăn những thu uống nước trà nữa rồi. Ngon chưa? Ừ, chỗ uống nước trà lên mai là bảo đảm còn thức tới sáng mai. Chiều ăn cơm chưa Dượng đó? Chưa, thấy gì? Chưa ăn luôn hả? Đắng. Cái nước cốt đắng. Giờ nó ra nãy nó chưa ra cầu. Dượng 8 là đầu bếp đó quý cô chú, đầu bếp. Mười mấy năm về trước được thêm này ôi bán được nhà hàng được nửa tháng nhà hàng bới nợ. À còn cô 8 thì ở trỏng lan lụi thủi làm bánh. Cả bữa nay than đứt ruột luôn quý cô chú, dạo này bán ới quá. Ơi quá trời luôn, không ai đi chợ gì hết. Ta 4 tháng trời bị cách ly rồi, tiền đâu người ta đi chợ. Tội nghiệp. Mấy ngày hôm nay dẫn đoàn từ Sài Gòn Bình Dương về quá trời. Về không ổn rồi cũng cho về á, chích 2 mũi rồi, người ta ép đường cho ông nó cho về nó cách ly nữa. Chích 2 mũi là cách ly tại nhà. Không có. 7 ngày tại tập trung cộng á. Rồi về nhà 7 ngày nữa.
Ủa sao hồi sáng con mới đọc nè, mới đọc không gì về đây đâu cho về nhà đâu, về trong ở trong đó 7 ngày theo dõi 7 ngày này vẫn vẫn đoàn về đi đâu cái ly nó mà tổng mày đi ra quẹo đi chỗ che với mũi nãy nãy chỉ rồi đó, chỗ về cái ly tập trung đó. Cái đó là số đó là tỉnh phố về á, rồi dân ở tại xã người ta rước rước là tập trung đó 7 ngày, 7 ngày mới được được về nhà, cho về nhà, cho về nhà phải cách ly 7 ngày nữa. Sau 7 ngày đó muốn đi đâu ra đi nãy như 14 ngày á, 14 ngày đó về nhà thì y tế nó ra tới nhà nó test, thì nó test như test mỗi ngày luôn. Ừ. Hình như 2 ngày, 3 ngày một lần. Ăn khói đó, vụ về bị đó. Dạ. Về cách ly vậy nè, bị đó. Ôm lum lắm á. Ủa đại la ôm sùm đó, đại thần thánh la đó. Có Thanh dùng cho nó nữa, vợ. Phố về 7 ngày tập trung không có, mà về nhà cho về nhà rồi test lại dính. Ngộ thiệt. Kỳ đó. Nó không biết nguyên nhân nào. Rồi thôi cái video tới đây Mạnh cũng xin kết thúc. Mạnh chúc quý cô chú anh chị trong nước cũng như ngoài nước luôn dồi dào sức khỏe. Rồi bye bye Dưỡng Tám đó, thằng đầu bếp đó quý cô chú ơi, đây là ta kêu bằng thằng bếp tức là thầy nghe, chứ không phải là Mạnh nói là thằng nha quý chú, tức là người ta kêu bằng nấu ăn bằng thằng bếp á, là nấu hay á, mà nấu có là nửa tháng nhà hàng dẹp luôn quý chú, bể nợ luôn. Rồi Mạnh xin kết thúc. Mạnh chúc quý chú anh chị nhiều sức khỏe.